mà dù còn vài ngày nữa mới đến ngày lễ tình nhân 14 tháng 2. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại thì giá hoa hồng tại Đà Lạt đã bắt đầu tăng rất cao, trong đó tăng cao nhất dĩ nhiên là hoa hồng đỏ, loài hoa biểu tượng của tình yêu. Ghi nhận tại các làng hoa lớn như là Vạn Thành, Thái Phiên, Hà Đông, nông dân bắt đầu tất bật thu hoạch và bó hoa nhằm kịp chuyển hàng xuống các thành phố lớn để đáp ứng nhu cầu cao của thị trường, đặc biệt là trước thềm lễ tình nhân. Giá hoa đã bắt đầu tăng mạnh, trong đó tăng cao nhất là hoa hồng đỏ. Ngày thường bình quân chỉ từ 1.500 tới 2.000 đồng một bông, thì hiện tại đã tăng lên đến 5.000 đến 6.000 đồng một bông, nhưng không có hàng để bán. Trong khi đó, các loại hoa hồng màu khác như là vàng, trắng, hồng, cánh sen, cam thì giá tăng nhẹ hơn, dao động từ 2.500 đồng đến hơn 3.000 đồng một bông. Như nhiều năm trước, nhu cầu tiêu thụ hoa hồng trong dịp lễ tình nhân rất cao nên dự kiến trong vài ngày tới, giá hoa hồng đỏ sẽ còn tiếp tục tăng cao. Tại các cửa hàng bán hoa lẻ, giá có thể còn biến động cao hơn.